Táo giống thì cây táo giống này nó bạt ngàn rồi các bạn. Đấy, năm nay làm rất là ok. Cây khỏe. Đấy, cây khỏe lắm. Xin chào các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng. Mời các anh chị và các bạn trở lại video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn về cái tình hình cập nhật cây táo giống cũng như là ghép cây táo giống cho cái vụ 2021 trồng 2022 các bác nhé. Thì hôm nay đang là 26 tháng 7 các anh chị ạ, 26 tháng 7 2021. Đấy thì em xin gửi lời gọi là gửi đến các anh chị một cái clip ngắn ngắn đúng không nhỉ? Và đồng thời tâm sự cũng như chia sẻ các anh chị em về cái việc trồng táo hai miền Nam Bắc các anh chị nhé, miền Nam miền Bắc. Đấy. Thì cây táo giống đến thời điểm này anh em chúng em đang bắt đầu ghép được khoảng hơn một nửa tháng rồi. Tuy nhiên là trong cái quãng thời gian vừa rồi thì toàn mưa là mưa thôi các anh chị ạ. Đây, lá nó ướt này. Đây. Ướt này. Đấy, như này là không ghép được các anh chị ạ. Chứ ghép thì nó phải khô ráo nắng ráo nhé. Để ghép thành cây táo giống, táo Xuân, táo Đài Loan. Đấy, thì ghép thì cũng đã ghép được một số rồi. Tuy nhiên là do cái thời tiết mưa nên là nghỉ các bác ạ. Đây là toàn bộ là cây táo dại nhé. Cây táo dại. Quá trình ươm hạt này, tra bầu này, rồi mang ra vườn xé bầu, rồi trồng xuống đất này như thế nào này, thì các anh chị có thể cập nhật ở trên video nhé. Trên danh mục video có những cái video từ tháng riêng tháng 2 cũng nhỉ. Thì có quá trình mà chăm sóc cũng như là gọi là gieo trồng cái cây táo giống này. Đấy thì thời điểm này là cái thời điểm rất là thích hợp để ghép cây. Đấy, cây nó rất là to khỏe này, các chị nhìn này. Đấy, cây rất là to khỏe. Đấy, ghép và thì cách ghép này, kỹ thuật ghép thì em cũng đã up cái video rồi thì các anh chị có thể xem lại. Đấy thì cũng chia sẻ với các anh chị là cũng có rất nhiều các anh chị em đã gọi điện cũng nhắn tin hỏi là có cây táo giống chưa. Đấy thì có nhiều bác thì cũng ở quê em đây, cũng nhiều bác cũng gần xã lân cận thôi. Đấy, còn nhiều các bác ở trong Nam thì cũng đa phần là các bác trong Nam hỏi nhiều. Đấy, nhưng thì em cũng phải chia sẻ là cái thời vụ trồng nhé, thời vụ trồng cây táo giống nhé. Thì như ở trong miền Nam ấy thì các anh chị em thường thường lại trồng nó khác vụ hơn so với miền Bắc, bởi vì nó liên quan đến mùa mưa và mùa khô. Đấy. Mùa mưa thì các bác là thường thường là từ tháng 4 trở lại đi đúng không nhỉ, đến tháng 8, tháng 9 thì các bác cái trồng được. Đấy, tức là lúc đấy là cây táo trồng được. Còn miền Bắc thì trồng bắt đầu từ tháng 11 đúng không nhỉ, tháng 10, tháng 11 gọi là cứ gọi là chắc hẳn nhất là từ tháng 11 âm lịch đến khoảng tầm tháng 2, tháng 3 đúng không nhỉ. Đấy thì trồng cây táo là như vậy. Và lúc đó là cây táo này ở như ngoài chỗ nhà em này đúng không nhỉ, thì là sẽ đánh rễ trần các anh chị nhé, đánh rễ trần lên để đi trồng. Đấy, cây rất là khỏe. Còn tại sao lại phải bỏ rễ, tại sao mà đang ươm vào bầu đúng không nhỉ, tại sao mà đang ươm vào bầu lại không bỏ bầu ra đây trồng ươm xuống đất luôn mà lại phải xé bầu đi đúng không nhỉ? Thì em cũng xin giải thích luôn, đó là cái bầu nó rất là nhỏ, cái bầu nó bằng này này các bác này, cái rễ ở trong bầu nó rất là yếu. Vì vậy mà khi mà cây táo ươm xuống đúng không nhỉ, và chúng ta đánh mang về trồng ấy, thì cây táo nó không chết. Tuy nhiên là rễ nó rất yếu, cây nó lên sẽ không khỏe được. Còn khi mình bỏ rễ trần ra, bỏ cái bầu ra nhỉ, để nó phát triển ra thì cái bộ rễ nó cực kỳ phát triển. Và cây táo này thì cái khi mà đánh từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 ấy, thì đảm bảo sống 100% các bác nhé. Đấy, đảm bảo sống 100%, không phải lo gì cả. Để trừ trường hợp gọi là đánh cụt rễ lắm hay thế nào đấy thì nó gọi chết phi phao 1-2 cây thì không đáng kể đâu. Tóm lại là tỷ lệ sống được 100% luôn. Đó, thì đội em ấy phải bỏ cái bầu ra để làm cây rễ trần nhé các bác nhé. Đấy thì cũng có một vài anh chị em cũng vừa rồi cũng mua cây táo giống về trồng, như mua ở miền Bắc đúng không nhỉ, đánh ở miền Bắc về lấy cây táo giống này này về trồng nhưng chết hết đúng không nhỉ, không sống được đúng không nhỉ. Bởi vì tại sao mà cây táo giống mùa này đánh lên ở miền Bắc này này, nếu các bác có kể cả có bầu nhé, kể cả trong bầu mà bây giờ các bác đánh lên thì nó vẫn sốc cây, vẫn chết bình thường. Đấy, nó mới cái đặc điểm rất là riêng như vậy. Bởi vì tại sao thời tiết nó đang mưa các bạn ạ, cây nó đang sũng nước như này này, sũng nước này, rễ nó ra rất là đẹp, rễ nó ra rất là mạnh, rễ non đấy các bác, chỉ đánh vào nó sốc cây mang về trồng không bao giờ sống được.
Đó, thế mà một vài bác vừa rồi cũng mua cây giống tại miền Bắc cũng nhỉ, người ta bán cho về trồng. Đấy, như anh Khoa ở Tây Ninh, anh cũng hỏi táo giống suốt nhưng mà vừa rồi thì anh lại mua ở một chỗ khác cũng nhỉ, thì về anh bảo chết không sống được. Thì em cũng thấy lạ, ngạc nhiên là tại sao mà miền Bắc đúng nhỉ mà lại bán giống mùa này đúng nhỉ, cây táo giống mùa này đúng nhỉ. Trừ trường hợp mà các bác để trong bầu nhé, các bác ươm ở trong cái bầu to, các bác ươm khô nhé để cho cây nó ổn định rồi nhé thì trồng thì được. Đấy, như kiểu táo Thái, táo Thiết các bác hay đăng ở trên mạng ấy, thì được. Chứ còn nếu mà không là táo nó thời điểm mà như thế này nhỉ, đánh cây lên là nó sốc chết không chịu được đâu. Đấy, nên là đương nhiên cái vụ trồng của miền Bắc thì bắt đầu từ tháng 11 bắt đầu đánh được các bác nhé, 11 đến tháng 2, tháng 3 đấy thì đánh thì ok lắm. Đó thì là cái vụ trồng đánh là như vậy. Còn cũng một vài bác thì ở trên chỗ nhà em này cũng hỏi là cậu các bác mới phá cam đi, các bác cũng hỏi là có táo giống chưa để trồng từ bây giờ. Đấy, cũng một vài bác tức là người ta mới, các bác cái mới bắt đầu vào trồng thôi nên các bác cũng chưa hiểu được, chưa rõ được nên các bác cũng hỏi thế. Và em cũng giải thích luôn là mùa này ở miền Bắc mình chưa phải là mùa trồng táo các bác nhé. Trồng táo thì bắt đầu cuối năm âm lịch và đầu năm âm lịch đúng nhỉ. Đấy, từ tháng 11 đến khoảng tháng 2. Đấy, nếu các bác có đất thì các bác trồng từ tháng 11, là tháng 11 nhé, 11 âm lịch ấy thì bắt đầu trồng. Còn nếu chưa có đất, chưa làm được đất thì các bác có thể ra riêng ra hai trồng cũng được cũng nhỉ. Đó là thời điểm mà thích hợp để cho trồng cây cây táo này nhỉ. Đấy thì ở trong clip này thì có lẽ là em cũng chia sẻ hai vấn đề thôi. Đó là một, đó là miền Bắc thì thời vụ trồng táo là từ tháng 11, đẹp nhất từ tháng 11, tháng 12, tháng 11 này, tháng 12, tháng 1, tháng 2 và tháng 3 nhé, gọi là cận nhất là tháng 3. Đấy. Còn ở trong Nam thì các bác, nếu các bác mà nó liên quan đến thời vụ mưa ấy, bởi vì rất nhiều anh chị này, em nói là nếu từ tháng 11 trở đi thì là vén mùa khô rồi đúng nhỉ. Thì các anh chị có thể là mua lấy cây về nhỉ, các chị lấy cây này về, các anh chị ươm ươm vào cái bầu ấy. Sau đó là để cái bầu ươm ấy để trong cái chậu ươm ấy. Đấy, các anh chị để đấy và các chị cho nó lên đúng nhỉ. Khi nào đến mùa mưa thì các anh chị chỉ nhấc cái bầu ra và chị đặt xuống đất đúng nhỉ. Thế là ok. Hoặc là các anh chị có thể trồng và các anh chị có thể tưới cũng được. Nếu mà trồng nhiều tưới thì hơi vất vả thì các anh chị có thể ươm như vậy để chờ đến mùa mưa nhé. Thì cũng còn đa phần các anh chị cũng đều ra riêng ra hai, như ở trong miền Nam hoặc Tây Nguyên thì các anh chị đều lấy từ từ tháng tháng riêng tháng hai cũng nhỉ. Thì các anh chị ươm là rất là hợp lý và đẹp cũng nhỉ. Thì thời gian nó ươm không lâu và khi nào mình mang ra thì cây nó đã rất là khỏe rồi. Nên mình chỉ cần bỏ cái chậu ươm ra là mình đặt xuống vườn là cây nó đã khỏe và tốt rồi các bác nhé. Đấy thì em cũng xin chia sẻ cái thời vụ trồng táo là như vậy nhỉ. Miền Nam, miền Bắc nó khác nhau. Đấy, miền Nam thì thời vụ gọi là cái vụ mưa ấy. Mưa nó thì các bác mới trồng được cây, còn nếu không mùa nắng mùa khô thì khó. Nếu các bác trồng là một là các bác phải tưới ẩm hoặc là ươm đấy thì tùy các bác nhỉ. Nhưng mà các bác nếu trồng táo thì các bác phải chủ động được nguồn nước rồi. Đấy, như em cũng đã tư vấn để chia sẻ các anh chị về cái việc mà trồng táo xuân, táo Đài Loan, táo kim đào mật, táo đào vàng, táo chua các anh chị nhé. Thế thì ở clip này em cũng xin chia sẻ như vậy. Còn để mà gọi là để mà các anh chị mà mới trồng lần đầu ấy hoặc là chuẩn bị trồng mà xem clip này thì các anh chị cũng có thể là hoặc là biết rõ hơn ấy, thì các anh chị cứ alo cho em 0368052750, em cũng sẽ tư vấn tận tình cụ thể chia sẻ cho các anh chị và các bạn về cái cách trồng, kỹ thuật trồng. Đấy, thì cũng mong muốn là các anh chị trồng trồng cây cũng nhỉ, được bội thu, được thu hoạch đem lại cho gia đình cũng nhỉ. Đấy, thì đó là cái mong muốn nhất của anh em chúng em. Đấy, thì xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các anh chị và chia sẻ với các anh chị là miền Bắc chưa trồng được táo, miền Nam nhà mùa này thì trồng được nhưng mà cây nó phải cây ổn định, đánh bầu ra và bầu nó không phải là dưới đất. Táo giống thì cây táo giống này nó bạt ngàn rồi các bạn. Đấy, năm nay làm rất là ok. Cây khỏe. Đấy, cây khỏe lắm. Ngắm vườn gọi là mênh mông các bạn ạ.
Mời các bác ngắm vườn cây táo giống các bác nhé. Đây chỉ là một trong những vườn gọi nho nhỏ thôi các bác ạ. Đấy, các anh chị thấy chưa, gọi là trồng tại vườn, ghép tại vườn luôn các bác nhé. Cây rất là ok.